Bộ môn hát sầm được ra đời từ thế kỷ 13. Ông tổ của nghề hát sầm là hoàng tử Trần Quốc Đĩnh, người con của vua Trần Thánh Tông, bị đày vào rừng sâu được người dân cứu thoát, đã cảm động mà sáng tác nên loại hình nghệ thuật này. Ở các vùng quê Việt Nam, sầm đã xuất hiện từ lâu đời và trở thành loại hình nghệ thuật ca hát dân gian mang tính chuyên nghiệp. Những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, sầm là một loại hình nghệ thuật rất phát triển ở Hà Nội. Trên khắp các phố phường cổ của mảnh đất kinh kỳ dạo ấy, người ta có thể gặp gánh hát sầm ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Đến nay, sau nhiều thập niên bị quên lãng, những làn điệu sầm đặc sắc này đang được các nghệ sĩ của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam phục hồi và đưa nó trở lại với thủ đô Hà Nội. Và không biết bao nhiêu lần, họ đã về thăm học tập tại nhà nghệ nhân Hà Thị Cầu, người nghệ sĩ ưu tú của bộ môn nghệ thuật hát sầm. Tiếng tăm và tài năng của nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu chúng ta đã biết. Các học trò được cụ truyền nghề cho cũng nhiều, song chúng ta lại chưa được biết nhiều về quá trình cống hiến cho nghệ thuật hát sầm và hoàn cảnh sống của cụ hiện nay. Lên 10 tuổi, cụ đã đi hát sầm cùng bố mẹ, lang thang kiếm sống khắp các vùng quê. 16 tuổi cha mất, gặp ông Tránh Trương Mậu chùm hát. Phục tài ông, cụ đã đi theo. Suốt thời gian dài, nhóm hát sầm của cụ lừng tiếng xa gần. Miền Nam giải phóng, cụ cảm kích sáng tác bài Theo Đảng Trọn Đời, rồi bài Thập Ân. Chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 5, nhạc sĩ Thao Giang đã mời cụ ra biểu diễn cùng Nhạc viện Hà Nội. Biết bao nhiêu kiến thức về nghệ thuật hát sầm mà mỗi lần về thăm cụ là mỗi lần các nghệ sĩ của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam thu được. Vậy mà giờ đây, người nghệ sĩ hát sầm cuối cùng của thế kỷ đã không thể hát được nữa. Cụ đang mang trong mình một trọng bệnh. Tựa như người xoay mà, tựa như người xoay cái nhà này. Nhạc sĩ Thao Giang cùng nhóm nghệ sĩ của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam đã từng rong ruổi khắp các miền quê, cố gắng tìm kiếm, thu thập để tìm lại diện mạo hoàn chỉnh cho nghệ thuật hát sầm. Trong hành trình ấy, các nghệ sĩ đã tìm về Hoàng Hóa, mảnh đất nằm tận xứ Thanh, nơi vẫn được coi là đất văn nghệ với sự phát triển sôi nổi của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc như chèo, tuồng, cải lương, hát sầm, hát ghẹo. Và ở đây cũng có rất nhiều nghệ nhân hát sầm nổi tiếng. Từ nhỏ khi mà đi học, khi học ở chợ, trường học là ngay chợ, ngay chợ, mà cái chợ chúng tôi là cái chợ Quang, là cái chợ rất lớn, cái chợ tương đối huyện, thì cứ phiên chợ nào hồ tới các phiên họp vào những ngày đại, ngày 5, ngày 10, 15, 20 tháng đấy, không có phiên nào là phiên mà không có hát sầm. Thì những cái giờ giải lao nghỉ tan học á, tôi nghe tiếng trống là tôi nào cũng ra. Không chỉ được gặp gỡ nghệ nhân Minh Sen, người nghệ sĩ, người chiến sĩ đã hết mình cho những giai điệu sầm giàu tính chiến đấu. Các nghệ sĩ của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam còn có dịp được học hỏi ở các nghệ nhân câu lạc bộ văn nghệ dân gian Hoàng Hóa, lòng yêu nghệ thuật và quyết tâm giữ gìn bộ môn nghệ thuật hát sầm. Thank you.
Các cái lớp trẻ bây giờ đấy, thì vừa có kiến thức đã được đào tạo một cách rất là đầy đủ. Thế nhưng mà các em hiện nay các em mà nghe hát cái bài đó các em đang đang rất là thích. Thì chúng tôi muốn là lấy đây ví dụ như là Minh Lý chẳng hạn, đây là một người đã từng tốt nghiệp đại học về âm nhạc, hay là anh Văn Ti là nghệ sĩ rất là ưu tú. Thế còn ngoài ra còn một số các em nữa ở Hà Nội, và hiện nay là Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã đề nghị chúng tôi biểu diễn thường xuyên. Thì ở đây nếu như tôi nghĩ rằng là cái số học sinh bác dạy, bác Huy Sen dạy, thì chúng tôi muốn là bác truyền dạy thêm về, trong đó có cả sáng tác lời ca đấy, thế rồi là học đàn nhị, học đánh các cái phách, thế rồi học các cái trình diễn và cái những các cái đặc điểm nghệ thuật của hát sẩm đấy, đừng để nó mất đi, hoặc là nó lai các cái nghệ thuật khác. Nhiều nơi người ta cũng muốn học đấy, nhất là ở các cái câu lạc bộ. Bây giờ người nhiều nơi người ta cũng yêu cầu tôi dạy, thì tôi là dạy là hát sẩm này, dạy hát văn này, cái đó. Bởi vì anh người ta thấy rằng cái những cái làn điệu đó cũng như cái lời thơ, một là dễ sáng tác, chỉ cần viết một cái lời thơ bằng lục bát thế là có thể thì diễn viên có thứ hai được rồi. Cái thứ hai là nhạc cụ nó đơn giản. Đấy, ví dụ tập võ một cái phách thì tập cho người ta dễ tiếp thu lắm. Nhạc cụ nó cũng dễ. Vậy là mấy chục năm đã qua, đến hôm nay các nghệ sĩ của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam mới có dịp được gặp lại những nghệ nhân mà họ đã từng rất đỗi yêu quý tự hào. Vì đã từng được cảm thụ ở họ lòng yêu nghề về những kiến thức quý báu của bộ môn nghệ thuật hát sẩm. Dạ, còn hát thì già rồi hát. Thế chứ cái bài ngày xưa bác hát từ năm 1987 mà đi hội diễn toàn quốc rồi, bác còn nhớ cái bài đó không? Dạ. Đó hồi đó là hồi đó đó còn nhớ chứ. Đấy, còn nhớ đấy cái bài đó, và sau đó chúng cháu ghi rồi là anh đi hát đấy. Thế hôm nay được gặp các bác cũng vui quá rồi, và bác cháu mình lại được hòa nhạc với nhau hôm nay đây. Dạ, và cũng xem bác còn cái bài gì nó thì đây với bác cho đốt. Bác là bác hát khỏe lắm, đánh phải rất mạnh. Mỗi
Mỗi dịp về thăm lại nghệ nhân xưa là một dịp quý báu để các nghệ sĩ thu thập thêm cho mình kiến thức về nghệ thuật hát sầm. Gặp nghệ nhân Tô Quốc Phương, họ tiếp tục học được thêm rất nhiều làn điệu sầm, cách chơi đàn, đánh phách và cả những vần thơ, những bài văn đã rất xa xưa mà với họ bao giờ cũng mới mẻ. Cùng với thời gian, nghệ nhân Tô Quốc Phương đang cố gắng lưu giữ và truyền lại cho lớp nghệ sĩ trẻ hiếm hoi rất yêu bộ môn nghệ thuật hát sầm này. Đấy, phải hát được cái câu đấy rồi mới mở ra. Cùng một phương thời trời. Bác nói cho cháu biết qua là về cái cuộc đời hát sẩm của bác. Vâng. Từ bao giờ mà bác học ai rồi bác đã duy trì cái đó cho đến nay như thế nào? Vâng, thì tôi lớn lên đó mà, sinh ra lớn lên cái mảnh đất này nó cũng có chuyện truyền thống là truyền thống hát dân ca, hát tuồng, hát chèo có cả. Thế là ngày xưa mà còn đi đang cái lúc đi chăn bò mà thái diều chăn bò thì cũng có thấy một cái hội là họ cứ đi chợ, họ đi chợ trên này, họ về chiều là ngồi những cái hàng đường cái quan đó, họ hát. Thế nhưng nhân dân vào cũng có thể là người một vài đồng cái lúc lấy tiền nữa, thả sướng sướng vào cái chậu là thưởng. Thế thì từ thế mà thâm nhập vào. Ngoài cái việc của bác hát là bác có soạn nhiều cái lời ca cho hát sẩm không? Cũng rất ít. Vâng, rất ít. Đây có mấy cái này thì thế. Chứ bác có dạy được cho con cháu hoặc là các cháu? Dạy con cháu nó cũng chả học.